À cũng hay lấy xương dê về nấu canh bí đao, canh khoai sọ cho bọn trẻ con. Nó tốt mà. Thơm cực kỳ luôn. Làm miếng cái dồi đi mọi người. Thằng béo thử miếng dồi này. Cái nhà này ngon hơn. Dồi nhà này nhồi mỡ mọi người. Của anh em đây mọi người, anh em bếp đây, với cả bạn Thắng với em Thành đang ở trong quán mọi người. Hôm nay thì mọi người cũng biết là thời gian này thì mưa rất là nhiều, dịch bệnh thì đang diễn biến rất là phức tạp. Đấy, anh em thì trong quán thôi, chung là không phải bán hàng mang về thôi. Trưa nay thì có gì Thành? Trưa nay có thịt rán trái cạnh, rau dền luộc, giá xào thịt bò nhá. Giá xào thịt bò. Là lợn giả bò. Anh em chưa đúng thật cho mọi người, thịt dê rất là nhiều. Nhưng mà thôi ăn bảo mọi người đây, phải có khi là chê và ăn uống đạm bạc. Nhưng mà đúng là có thịt lợn đang cháy cạnh. Bạn Thành thì để lại một phần làm một ít để xào với giá đỗ. Cái rau dền luộc để giá đỗ đây mọi người. Có thịt bò em. Hay là lấy thịt dê ăn? Đùa thôi mọi người ạ. Các bạn làm bếp này là quen rồi. Ăn dê nhiều quá rồi, các bạn không thích đâu. Ăn nhỉ. Mà Hà đi ra chợ mua cái gì coi, nhưng mà mưa quá mọi người ơi. Rồi đang nghĩ Hà sẽ phải nghĩ xem là có thêm món gì nữa. Lạc luộc thôi, không biết. Lạc luộc đi à? Còn cái gì nữa không? Để nghĩ ra mọi người ạ. Đây là lẩu đấy mọi người. Đang lẩu. Thắng ơi, có khi tí lấy xương sống dê xong là nấu với cà rốt với cả cà rốt với cả gì nhỉ, su su với cả hầu. Làm tí xương dê kiểu nấu kiểu lẩu xí quách mọi người. Làm tí xương dê ngồi gặm gặm uống bia. Cái thịt rán cái cạnh này phải thái kiểu con chì cơ, đốt ngón tay ấy, vuông vuông được hết thì nó hành lá mà nó ngon. Luộc rồi rất nhanh mọi người, đã xong một tí thịt rán cái cạnh rồi. Mọi người thông cảm, thực ra là không phải là ấy mà mưa gió quá mà đi ra chợ mua, bây giờ mua đồ nữa, các anh em có gì ăn đấy thôi, ăn thịt lợn, ăn trưa mà, thịt xào giá đỗ này, làm tí nhá, bây giờ là làm thêm ít xương dê nấu củ quả mọi người, xương dê nấu củ quả, như có khách mang về à, đọc lại này, cái lẩu dê nhúng mẻ, thịt dê nhúng, thêm thịt dê nhúng bao lại. Bao tiền? Có ghi rõ. 638 Thế mọi người, buổi trưa bây giờ mới đến giờ khách đặt đồ nhiều mọi người. Là mới 11:20 thôi. Anh em đang phải làm thế đang chờ ở dưới à? Đấy, có một chiếc xe ô tô đang chờ ở dưới. Đúng rồi mọi người, có một chiếc xe ô tô đang chờ ở dưới để nhận đồ luôn đấy mọi người. Như ăn ở nhà hàng thôi mà mọi người. Thịt dê tươi, khách chờ cái mang về vẫn nóng hổi. Lẩu dê thì bật bếp lên thì đương nhiên là vẫn còn nóng rồi. Dê nhúng mẻ hay là lẩu dê nhỉ Thắng nhỉ? Lẩu dê nhúng mẻ. Cái quay video công thức nhúng mẻ là mọi người. Tại sao mà hôm trước Hà quay ở thịt bê ở dưới nhà á, và nhúng mẻ ở dưới nhà nó không được ngon như nhà hàng. Vì đây mọi người nhìn nhà hàng này, phải ninh nước xương như này, trong có cả lá nếp này,
các loại gia vị thảo dược nữa. Đấy, nó mới ngọt sâu được. Anh đã làm dê nhúng mẻ của mình hơn 600.000. Mọi người xem là một cái 600.000 thôi, như ăn ra quán bia hơi hay là ra các quán nhà hàng ăn đấy, mà đây là thịt dê. Để xem có thể là nhiều người ăn là thoải mái. Người thịt dê mà mọi người cứ nhìn cái da của nó mỏng lắm, là dê non mọi người nhé. Da dày chắc chắn là dê dài. Cái gì nhỉ? Lẩu dê nhúng mẻ với thịt thêm thôi đúng không? Ừ. Mọi người, từ lúc Hà Quang giờ thì có 3-4 phút thôi là gần như cũng sắp xong rồi. Bạn Thành cân thịt lên một, còn bạn Thành thì làm lẩu. Đấy, rau chuẩn bị rồi. Đây các cái này để bỏ vào lẩu, váng đậu với cả tía tô với cả khoai, khoai mọi người. Khoai này gọi là khoai môn đấy mọi người. Chao tương nữa, gia vị chấm là xong. Rất nhanh. Mẹ là phải xay từ trước mọi người, phải xay nhuyễn ra, xay thật nhuyễn ra, nó thành như kiểu sữa ấy mọi người. Xong cộng với cả cái nước linh này nữa. Tạo thành lẩu dê nhúng mẻ. Cho khách hàng nhiều nước vào em ạ. Một túi này là dành thoải mái cả. Túi này có gần 3 lít. 3 nồi lẩu luôn đấy. Xong rồi mọi người. Lúc Hà quay cho mọi người là 11:20 đúng không? Bây giờ mới 11:30 mấy rồi, mới có 6-7 phút thôi. Khách chờ dưới gọi lên cái 6 phút sau có hàng mang về luôn. Rất nhanh. Mọi người Thắng lấy thịt lấy mang ra để cho khách mọi người ạ. Khách đây, anh khách cũng đang chờ ngoài kia rồi. Phải mưa. Anh chờ một xíu thôi là có đồ mang về rồi. Mọi người nếu mà muốn mua trực tiếp như thế cứ qua nhà hàng OK Con Dê mọi người nhé. Đây địa chỉ đấy mọi người. Đấy, dê tươi là địa chỉ ở số 03TT1A, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm mọi người, ngay dọc bờ sông Tô Lịch thôi. Ở giữa cầu Quang và cầu Linh Đàm. Qua đây là gọi vào số điện thoại hàng treo rất là to ở đây kia. Đấy, mọi người gọi lấy cái là đợi tí là hết mang xuống luôn mọi người. Đấy, khách thì đang chờ kia một tí là có đồ rồi. Xem tiền của bạn Thắng nào. Kinh thật. Lúc nào tiền ăn cũng có nhưng mà tiền đút túi lúc nào cũng cặp quyển. Anh em mình lên trên nhà thôi nhỉ. Mọi người tạnh mưa nên là Hà chạy luôn sang bên này mua mang về đây. Mọi người mua lòng mang về cứ việc là đi qua quán OK Con Dê đối diện nhá. Mày có vẫn còn nhỉ chị nhỉ? Ừ, vẫn còn. Cho em chăm thôi. Có, em vừa bán mang về. Mang về vừa đang chạy téo khói đây. Đây thì mọi người ạ, được cái sống ở đây lâu rồi nên là quen hết mà. Đúng
quen hết. Quán bán được không chị? Bán cũng giảm đấy, giảm hơn 6-7% đấy, nhưng vẫn phải duy trì không? Duy trì thì không thì thiết bị hỏng này xong là buồn nữa chứ. Đúng không? À đây là bún lòng mà. Đúng bao nhiêu tiền một xốp bún lòng mang về chị? 30.000. Chưa đói đói là xốp bún lòng này là cũng là khách cứ gọi xong là đặt trước ấy, chỉ làm đến qua đấy luôn. Qua đấy luôn. Để không phải chờ. Không phải chờ. Là khách quen ăn hàng ngày ấy. Vâng. 30.000 nhiều lòng này. Đúng không? Đây quán nó bán nợ. Dịch bệnh phải khó khăn người sang mua nợ để mời chị. Bệnh khó khăn. Riêng ok con dê là cho nợ nhỉ? Chạy đâu được. Chạy đâu được nhỉ. Chèo vậy em mọi người. Đây là ông chủ của ok con dê chị Trinh ạ. Còn nếu em chưa có sang ăn là nhân viên. Nhân viên thì em hay sang đây lắm. Đúng rồi. Nếu mà không dịch. Dịch thì chỉ được mang mang về thôi mọi người. Không ưu tiên đấy nhá. Không ưu tiên đâu. Bán như người ngoài như nào bán em như thế đấy. Không ưu tiên thế nào luôn. Còn người những khán giả ra bảo là ô, ông Hà Còi ông mua 100.000 nhiều thế mà tôi ra 100.000 ít thế. Cho em xin mấy viên em về uống bia đấy. Bây mà mình mưa quá à không chạy đi mua được đá được mà quán thì tủ lạnh để đựng bia thì cắt rồi. Thực ra thì uống bia nóng thì nó bây giờ đấy mọi người một cái hộp đầy như này mà 30.000 một bát bún lòng này. Chị Trần bắt ướt cho em nhé, hay chị bỏ bát mà mang bát sang đưa chị không, sau. Không, chị cứ cho em ra cái hộp như bình thường, chứ bán khách như nào bán cho em như thế. Chị sẽ cho em ra cái bát, chúng về em cho vào bát. Vâng. Một bát thôi mà. Vâng, vâng. Bán sách như người thôi đó. Vâng. Gửi tiền là chị ơi. Có em gửi. Có gửi tiền đá luôn. Thôi em ơi, đá thôi không lấy tiền chị ạ. Thôi cầm lấy. Xin nhá. Xin mấy viên đá về uống bia mọi người. Bây giờ Hà Còi về quán ok dê mọi người nhá. Mọi người ăn long chứ ủng hộ bà. Chị này còn ăn dê ủng hộ Hà Còi nhá. Hà Còi vừa về nhà chị ấy còn cho mọi người. Ồ chứ không quên lúc nãy tách mưa cái tranh thủ chạy đi mua cái. Nhưng lúc sang mua cái về lại trời lại mưa mọi người. Thành ra là cuối cùng chị lại cho mượn ô luôn.
cho mất ô đấy về nhà. Bữa trưa này có ba anh em thôi, anh em ngồi đây để ngắm mưa đây mọi người, chứ không phải là tụ tập đông người hay cái gì cả. Nên là tí nữa các bác học phường và xã đi qua mình cũng giải thích luôn là anh em nhà bếp ăn trưa thôi đấy. Ô thắng về à? Thắng cầm túi ra hả? Chắc có cầm cả sạc đúng không? Đây lòng đấy mọi người, có thêm cả lòng nữa, mày quá mua được thêm tí lòng. Ăn nhà hàng tao sơn đây rồi là xong đây, tao sơn là bữa trưa này có thịt rang này, cá đỗ xào, lòng trần cá đỗ, canh xương củ quả, canh xương đây củ quả, rau luộc vẫn ghê à. Lại còn có cả bia nữa chứ mọi người, bia đây tiêu chuẩn rồi. Bia được rồi, rồi mọi người không sợ thiếu bia, riêng một tủ bia đang để kìa, không bao giờ sợ thiếu bia. Đây nhìn thấy bia thoải mái luôn, chưa kể còn chưa bỏ ra nữa mọi người, bao nhiêu két nữa uống đến bao giờ luôn. Anh ơi lấy cái xô đá kia em ạ, xanh xanh ấy, là đá đấy, mang đây làm cốc viên đá cho nó mát. Đấy, cái xanh xanh anh vừa xin được. Đây đây, ở ngay chân em. Ăn cái này đậm bạc quá. Đậm bạc quá à? Nói chung là đủ mùi nhậu mà mọi người, không đến độ đâu. Xương này trông thế mình cố tình lọc dối ấy, để mình ăn ấy. Xương dê. Nhậu được rồi, lạc nữa, lòng nữa. Anh em ngồi mâm nha. Lòng nhà chị này thì ăn bốn lòng thì lòng non khác mà ăn. Chị lựa chọn cái lòng non dày để làm nhúng. Mưa gió mọi người, mọi người ngồi đây chill không? Đấy, mưa gió mà anh em vẫn được ngồi ngắm đường xá này. Không phải chill thật, ấm cúng đấy chứ. Quất em tài kìa, nha, tài kìa, tài kìa. Mời mọi người nhá. May có tí đá. Đá này phải tiết kiệm đấy. Có gì ạ? Mưa gió. Mời anh em ăn lòng nhá. Một trăm nghìn đấy hả? 100.000 này. Chị phải bán cho hợp lý mà. Mà có bia không là mất cơm. Thế là xong. Đang đi ngủ 4 giờ chiều dậy lại bán hàng tiếp. Cũng được cái mà kệ, cuộc sống như này nếu mà khách ủng hộ coi đều hôm này cũng hay. Bây giờ nhà cũng đi không tí đi ngủ lên xem cái chút tí ngủ là chiều dậy lại bán hàng thôi. À, xem cái clip ba chị của bạn Thắng này. Trinh Thắng Hà vẫn làm món này để ngồi uống bia đấy. Nó thích ăn cái kiểu rang rang này. Cháy cháy rồi. Ăn là kính uống phụ. Bia nhiều lắm em ạ. Ngon. Ăn miếng ba chị ngon lắm. À, làm xương dê đi. À cũng hay là cái xương dê về nấu canh bí đao, canh khoai sọ cho bọn trẻ con. Nó tốt mà.
mắm ngon. Thơm cực kỳ luôn, không bao giờ có một tí hôi nào luôn, nó là thơm. Còn dê nó chỉ hôi ở cái da thôi mọi người, còn cái thịt nạc của nó ấy, không chỉ thơm thôi. Lâu lắm ra lòng á, nó chỉ giả giả. Thế nào bạn? Tấm lộn. Cái này làm từ hôm nóng quá rồi nó ăn đâu. Cái ăn à? Các bạn cứ ở đây không muốn ra ngoài. Thầy Hà làm những cái con miếng chàng luôn này. Giòn nhé. Ngon. Anh ăn tác phẩm của anh nữa. Đấy, ngắm trời mưa đây còn gì bằng, tí nữa mở tí nhạc đang quay chứ còn tắt đi mở tí nhạc du dương, du dương luôn hệ thống âm thanh chạy vòng quanh quán mà. Làm miếng rồi đi mọi người, tham gia thử miếng rồi này. Cái nhà này ngon hơn rồi, nhà này nhồi mỡ mọi người. Thật chắc là nó làm chùa lạc đấy, nhưng chắc là cách ăn người ta bảo ấy, cho thuê rồi mỡ luôn. Ăn nó béo, béo đấy. Ăn nó tăng cân, tành nó hành quá, giảm cân. Tành bắt làm nhiều quá. Sườn dê nấu khoai sọ thì nhất luôn, nhất luôn, ngọt hơn xương lợn nhiều. Phải dùng tay. Gặp gặp uống bia chứ. Làm cái sâu sâu chưa? Làm người đi, làm người đi. À, làm người luôn. Uống gọi là tới tới đâu, 4 giờ chiều dậy là đẹp, anh ạ. Có bí này, có cà rốt mọi người, có su su. Nhưng mà bạn thắng tiết kiệm quá, lọc tưởng bạn lọc tối để anh em ăn rồi cuối cùng móm đấy mọi người. Ôi, anh em thích ăn thì tí lên bỏ thịt vào. Bạn mời này. Bốc ngon. Bốc ngon. Ngon lắm. Chống được hạt phải cầm ít về. Xào chua ngọt. Đúng rồi. Xào chua ngọt mọi người. Thịt nó thơm lắm. Ăn nó thơm. Miếng dạ dày nè. Các bạn lúc đầu là tính nấu canh phạm hết rồi, lọc cái ấy, lọc cái ấy. Anh có coi như này phải môn quay phải chiên qua một ngày mới ngậy mới bở được. Anh thử mấy lòng nhá, giá đỗ trời mưa gió này cứ cái món giá đỗ này mà ăn với hàu yếc nữa thì thôi vất vả.
lại đường nữa. Sắp nơi rồi. Sau Covid dân số Việt Nam đang đột biến mọi người ạ. Ở nhà mưa gió này. Tốc độ tăng trưởng dân số đi lại tăng lên mọi người nhỉ. Rau dền nhà Hà trồng tốt lắm, ăn không kịp đâu. Hà trồng ở ngay góc công ty, đủ loại rau luôn, mướp này, rau ngót này, rau muống này, rau đay mùng tơi này, đỗ này, rau cải này, rau dền này, lá chua này, nhiều lắm. Chúng là rau mùa dịch thì không sợ thiếu. Không sợ thiếu, nhất là còn mưa này nữa, nó lên tốt. Thôi mọi người, Hà Còi cũng xin phép kết thúc video ở đây rồi mọi người. Anh em hôm nay buổi trưa ăn trưa đây, xong là tí nữa anh em bật cái nhạc ngồi nghe du dương, xong là lên lên phòng ngủ, chiều lại trực chiến tiếp phục vụ dê mang về cho mọi người nhé. Nói trêu mọi người thôi, cho mỗi anh em tiêu chuẩn của lon này, của lon này. Chào mọi người nhé, cảm ơn mọi người, xin chào mọi người ở video tiếp theo, chào mọi người nhé.